chào các đồng chí, chào các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình truyền hình an ninh Quảng Nam với những tin chính sau. Tri ân công lao to lớn của lực lượng an ninh khu 5 Lãnh đạo công an tỉnh thăm tặng quà công an xã chính quy tại huyện Nam Trà My Sôi nổi ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022, 60 năm ngày thành lập an ninh khu 5 1962-2022. Tuần qua, Câu lạc bộ Công an Hưu trí ba địa phương, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi đã tổ chức hoạt động về nguồn gặp mặt đầy ý nghĩa. Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Ngọc Nam, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, Ban Giám đốc ban chủ nhiệm và hơn 300 hội viên câu lạc bộ công an hưu trí thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của an ninh khu 5. Liên khu 5 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quân sự. Đây là điểm quyết chiến chiến lược, là nơi đấu trí, đấu lực giữa ta và địch. Thực hiện chủ trương của đảng và chỉ thị của thường vụ khu ủy khu 5, đầu năm 1962, ban an ninh các cấp ở khu 5 được thành lập. Từ đó, lực lượng an ninh các địa phương luôn nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo an ninh khu 5, sự đâm bọc, giúp đỡ của nhân dân và đã không ngừng trưởng thành, lập nhiều chiến công xuất sắc. Để tri ân và tôn vinh những hy sinh cống hiến lớn lao của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh khu 5, cũng như hàng ngàn đồng bào, đồng chí đã chiến đấu hy sinh trên địa bàn khu 5, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an Đã quyết định lấy địa điểm đóng quân Của tiểu đoàn 10 an ninh vũ trang Bảo vệ khu ủy khu 5 Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Tại xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam Để xây dựng khu di tích an ninh khu 5 Chuyến hành quân về nguồn Về với di tích an ninh khu 5 lần này Là một cuộc hội ngộ đầy xúc động Đến đây Nghe anh đây tâm sự Nghe và hát Của Bình Thẩm đối với đồng đội mình và nó là cái nghĩa trang đại vi cũng có những đúng, những ý mà rất là xúc động nó rất cũng như là những đồng chí của chúng ta như một cái đoạn văn thơ mà đó tôi chỉ nói tức là phải khi lúc đấy có một vài lỗ nhỏ một nắm muối hầm thì bạn tôi chưa ra đi đúng như vậy dịp này các đại biểu đã viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My, dân hoa viếng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ an ninh khu 5, dân hoa chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống an ninh khu 5. Tuần qua, đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Nam do Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Công an xã Chính Quy tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tại buổi đến thăm và tặng quà, đoàn công tác được nghe chỉ huy công an các xã chính quy tại huyện nam trà my báo cáo tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở từ khi được điều động bố trí cho đến nay lực lượng công an xã chính quy đã tích cực đổi mới phương pháp làm việc bám sát địa bàn cơ sở nắm hộ nắm người để chủ động công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn khu vực miền núi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động rộng rãi thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia bên cạnh đó được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương lực lượng công an xã chính quy đã từng bước có cơ sở làm việc nơi ăn ở sinh hoạt góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tuần, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ cơ động chiến đấu 6 tháng đầu năm 2022 với hình thức trực tuyến đến công an các địa phương. Đồng chí Thượng tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu nhận 66.186 hồ sơ cấp căn cứ công dân, giao trả cho công dân sử dụng 334.230 căn cứ công dân và thu nhận 21.419 hồ sơ định danh điện tử. Công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, trật tự công cộng đã phát hiện 12.450 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 13 tỷ đồng. Đã huy động 1.603 lượt cán bộ chiến sĩ và 576 lượt phương tiện tham gia công tác tuần tra, kiểm soát và giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự triển khai lực lượng bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 và diễn tập phòng thủ quy mô cấp tỉnh, cấp huyện và các sự kiện chính trị văn hóa. Tai nạn giao thông giảm so với năm 2021. Tại hội nghị, công an các đơn vị địa phương đã thảo luận đưa ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2022. Công an thành phố Tam Kỳ và thành đoàn Tam Kỳ phối hợp tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về an ninh trật tự với chủ đề Mỗi chúng tôi là một chiến sĩ năm 2022. Hội thi thu hút 65 thí sinh là cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên 13 xã phường trên địa bàn thành phố, chia làm 13 đội thi các thí sinh tham gia hai nội dung gồm thi trắc nghiệm kiến thức pháp luật và xử lý tình huống về an ninh trật tự phòng chống cháy nổ phòng chống tội phạm trên không gian mạng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc qua hội thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở đặc biệt là hưởng ứng lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chung tay phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố tam kỳ Kết quả, giải nhất thuộc về đội thi phường An Xuân, phường Tân Thành đạt giải nhì, phường Hòa Hương và xã Tam Phú đạt giải ba. Tiếp theo là những thông tin trên lĩnh vực trật tự xã hội. Một vụ cướp tiệm vàng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Sau khi gây án, qua công tác tuyên truyền vận động, đối tượng đã ra đầu thú. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8, đối tượng Nguyễn Văn Tú sinh năm 1990, trú thôn Thành Mỹ 2, thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, điều khiển xe máy biển kiểm soát 92S1-04385 đến tiệm vàng Kim Nhung, thị trấn Thành Mỹ, uy hiếp chủ tiệm vàng, dùng cuốc đập bể tủ kính cướp ba khay với số lượng lớn vàng, sau đó tẩu thoát theo hướng Nam Giang, Đài Lộc. Trong lúc tẩu thoát, đối tượng mang theo hai chiếc rửa để trong ba lô. Lực lượng công an huyện Nam Giang khẩn trương có mặt nắm thông tin, truy tìm, đồng thời vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Qua công tác tuyên truyền vận động, đối tượng Tú đến nhà thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, trưởng công an huyện Nam Giang tại thành phố Đà Nẵng, trình bày sự việc và nhờ thượng tá Đạt đưa đi đầu thú. Hiện đối tượng đã được lực lượng công an huyện Nam Giang tiếp nhận điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên vừa tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng Đào Vũ Chí Đạt, sinh năm 2000, Nguyễn Phước, sinh năm 1990 và Đặng Văn Thế Thôi, sinh năm 1994, cùng trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, cả ba đối tượng đều là công nhân của công ty Cedo Vinaco do mâu thuẫn cá nhân trước đó, nên vào tối ngày 28 tháng 7 năm 2022, Nhóm đối tượng đã dùng gạch, gậy xông vào đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Trường Minh Hải, sinh năm 1989, trú xã Duy Sơn, nhân viên bảo vệ khi đang làm nhiệm vụ tại công ty Sido Vinaco. Ngoài việc đánh người trọng thương, nhóm đối tượng còn gây hư hại một số tài sản của công ty. Công an huyện Duy Xuyên đã điều tra làm rõ, bắt giữ ba đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện một xe ô tô khách vận chuyển hơn 360 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối. Trước đó, lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 8, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Tổ tuần tra kiểm soát của đội Cảnh sát Giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh dừng kiểm tra xe ô tô khách bị kiểm soát 77B 00806 do tài xế Lê Văn Tuất, sinh năm 1970, trú thành phố Quy Nhơn, Bình Định, điều khiển lưu thông theo hướng Đà Nẵng vào Bình Định. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở hơn 367 kg mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số mỡ động vật nói trên. Đội Cảnh sát Giao thông số 1 đã bàn giao tăng vật cho Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh vừa vận động một đối tượng trốn truy nã 13 năm ra đầu thú. Theo đó, ngày 25 tháng 8 năm 2008, đối tượng Lê Văn Quang, sinh năm 1984, trú xã Nghi Sơn, huyện Tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, cùng với một số đối tượng khác đánh anh Bùi Thanh Phước trú xã Điền Ngọc huyện Điền Bàn gây thương tích 14%. Quang bị tòa án nhân dân huyện Điền bàn xử phạt 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, được cho tài ngoại để làm thủ tục kháng cáo. Tuy nhiên trong thời gian được tài ngoại, Lê Văn Quang đã bỏ trốn nên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã ngày 29 tháng 10 năm 2009 về trốn thi hành phạt tù tội cố ý gây thương tích. Sau khi rời địa phương, Quang đã trốn vào thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm ăn sinh sống bằng nghề đi biển. Qua thời gian thu thập thông tin về đối tượng, phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đã gửi thư kêu gọi đầu thú thông qua người thân của Quang và ngày 9 tháng 8, đối tượng đã đến cơ quan công an trình diện đầu thú. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cùng với nhân dân cả nước hướng về Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, sôi nổi, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Năm 2022, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với chủ đề hướng về cơ sở, nhiều cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ở xã, phường, thị trấn đã quan tâm tổ chức, chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung hình thức phong phú, phù hợp đặc điểm của từng địa phương. Nhằm tạo sự lan tỏa, thể hiện ý nghĩa của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2022, tỉnh Quảng Nam đã chọn 4 địa phương cơ sở gồm Phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, làm điểm để tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là những địa phương nhiều năm liền dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thông qua các mô hình về an ninh trật tự, huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Tại phường Hòa Hương, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tổ chức dưới hình thức hội trại, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở địa phương tham gia tổ chức ngày họ đây là cô nghĩ rằng làm cho nhân dân họ thấy được cái phong trào bảo vệ nên tổ quốc là một cái phong trào rất là tốt để giữ được cái sự bình yên cho nhân dân. Đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm qua, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói riêng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nói chung đã được cấp ủy chính quyền mặt trận đoàn thể quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã có bước phát triển mới cả bề rộng và chiều sâu có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư gắn kết chặt chẽ và cùng phát triển với các phong trào thi đua khác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh hình thành thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc từ đó góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong 17 năm qua, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã đi vào cuộc sống, tổ chức hướng về cơ sở, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nó rất là có ý nghĩa. Sau khi phát động thì nó đã tạo ra một sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư và con nhân dân đã tham gia hưởng ứng một cách rất, rất tích cực và có hiệu quả. Có thể nói rằng chính sự chung tay góp sức của quần chúng nhân dân và sự nỗ lực vào cuộc của các cấp chính quyền đã phát huy tinh thần, giá trị cốt lõi của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự là ngày hội của toàn dân. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình truyền hình an ninh Quảng Nam tuần này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.